Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi một thông tin sức khỏe của Đài Phát Thanh và truyền hình Hưng Yên. Thưa quý vị và các bạn, đôi môi hồng tươi sáng luôn tạo sức hút đặc biệt cho cả phái đẹp lẫn cánh mày sâu. Tuy nhiên, do so nhiều tác nhân là ánh sáng mặt trời, thói quen hút thuốc lá, tiêu thụ các chất chứa cà phê Dùng mỹ phẩm kém chất lượng, bị dị ứng hoặc mất cân bằng nội tiết tố có thể khiến cho đôi môi của bạn trở nên thâm sạm và kém sắc. Đôi môi thâm sạm màu sẽ nhanh chóng hồng hào và sáng mịn hơn nếu bạn thường xuyên áp dụng các biện pháp làm đẹp đơn giản mà hiệu quả sau đây. Thông tin được tổng hợp từ trang sức khỏe và đời sống của Bộ Y tế. Mặt nạ giữa môi từ chanh, chanh thường được dùng để điều trị hiệu quả các đốm nám, sạm màu trên da, và vì vậy cũng sẽ phát huy tác dụng tích cực giúp bạn nhanh lấy lại sắc môi hồng quyến rũ. Vắt một trái chanh, lấy nước và thoa đều trên môi trước khi ngủ, thực hiện mỗi ngày từ 1 tới 2 tháng. Bạn sẽ thấy đôi môi thâm sạm, tươi sắc hơn hẳn. Để đạt hiệu quả nhanh, có thể cắt chanh thành từng lát mỏng, rắc chút đường và trà sát trực tiếp lên môi. Chanh sẽ giúp tẩy lớp tế bào chết, làm làn da tươi mới hơn nếu áp dụng hàng ngày trong vài tuần. Ngoài ra, bạn cũng có thể trộn hỗn hợp 1 phần 2 muỗng cà phê nước cốt chanh một ít glycerin và mật ong thoa lên môi trước khi ngủ và để qua đêm rồi rửa sạch với nước vào sáng hôm sau. Hoa hồng Hoa hồng có 3 tính chất dược liệu chính là làm dịu, làm mát và giữ ẩm da. Ngoài ra đây cũng là loại hoa giúp tăng thêm màu hồng tự nhiên cho làn da thâm sạm. Vì vậy, bạn có thể trộn một giọt nước hoa hồng với vài giọt mật ong và thoa lên môi khoảng 3-4 lần trên ngày. Hoặc hòa lẫn một muỗng canh cánh hoa hồng, một muỗng cà phê bơ, mật ong và sữa trà sát nhẹ nhàng trên môi hai lần trên tuần. Ngâm vài cánh hoa hồng trong sữa khoảng vài giờ, xay hỗn hợp thành bột nhão, thêm 1/2 muỗng cà phê mật ong và một nhúm bột nghệ áp lên môi và để gần 15 phút trước khi rửa sạch. Áp dụng khoảng hai lần trên ngày cũng sẽ giúp bạn nhanh có làn môi mịn màng và tươi sáng. Đường Đường là loại mỹ phẩm tự nhiên có công dụng tẩy tế bào chết tuyệt vời. Do đó, dùng mặt nạ được điều chế từ 3 muỗng canh đường cát với 2 muỗng canh bơ mỗi tuần một lần sẽ giúp bạn mau khôi phục màu môi sáng tự nhiên. Bạn cũng có thể trà hỗn hợp gồm một thìa cà phê đường cát, một muỗng cà phê mật ong với nửa muỗng cà phê dầu hạnh nhân hoặc trộn đường và kem lạnh làm thành mặt nạ và trà nhẹ lên bề mặt môi trước khi đi ngủ. Áp dụng hai phương pháp làm đẹp này khoảng một tuần trên lần sẽ nhanh có kết quả như ý. Mật ong, cách làm hồng môi đơn giản nhất là dùng mật ong nguyên chất bôi lên môi để qua đêm, sau đó rửa sạch bằng nước ấm. Nếu muốn đạt hiệu quả dưỡng ẩm và giúp môi tươi sáng hơn, bạn có thể thoa hỗn hợp bột nhão gồm 1/2 thìa cà phê sữa chua hoặc sữa tươi, mật ong kèm bột mì lên môi trong 30 phút trước khi rửa sạch với nước ấm. Cả hai phương pháp này đều cần thực hiện thường xuyên mỗi ngày nhằm mau có kết quả như mong đợi. Các loại dầu, dầu dừa, ô liu hay dầu hạnh nhân đều là trợ thủ đắc lực mang lại tự tin và làn môi hồng ngọt ngào cho bạn gái. Bạn có thể trộn một lượng bằng nhau giữa dầu dừa và dầu hạnh nhân, bôi lên môi và để qua đêm vào mỗi ngày, hoặc hòa lẫn từ 5 tới 6 giọt dầu hạnh nhân với một muỗng canh mật ong dùng cho môi khô và thâm. Đây là hai biện pháp có công hiệu làm mềm và mịn da, giúp môi hồng tự nhiên trông thấy. Tương tự dầu dừa và dầu hạnh nhân, dầu ô liu đã được chứng minh hiệu quả dưỡng giữ ẩm cho môi, làn môi mềm mại, sáng mịn hẳn lên. Có nhiều cách khai thác ưu điểm trị môi thâm, đồng thời cung cấp độ ẩm và đàn hồi cho môi từ dầu ô liu mà bạn có thể áp dụng thường ngày như massage môi nhẹ nhàng bằng vài giọt dầu loại này hoặc trộn 1 phần 2 muỗng cà phê đường với vài giọt dầu ô liu và trà sát lên môi mỗi tuần một lần sẽ cho kết quả khả quan sau khoảng từ 1-2 tháng. Quý vị và các bạn thân mến, trong chương trình ngày mai mời quý vị và các bạn đến với thông tin những thói quen gây tổn hại mắt cần tránh để có đôi mắt khỏe đẹp. Mời quý vị và các bạn cùng chú ý theo dõi. Một thông tin sức khỏe ngày hôm nay xin được khép lại tại đây. Thân ái chào tạm biệt.